Ok, và xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý của mùa 9.5 và cùng nhau xây dựng những đội hình bá đạo nhất mùa 9.5 nhé anh em. Let's go. Bắt đầu thì cái vùng đất mình đang chơi, cái vùng đất của Nosert, tất cả những người chơi thì sẽ có được gọi là khởi đầu với 115 máu. Đấy, khá là khác biệt. Anh em leo rank chắc là cũng hơi bị ghét cái lỗi này, tại vì nó cũng hơi mất thời gian. Nhưng đối với mình thì lại ngược lại, mình là người chơi hệ Piltover cho nên là vote ngay Vương miện Surima tiến hóa tự nhiên và Downy đóng giày. Đổi hết nha anh em nhá, trang bị đầy đủ thì chắc là cũng không rồi. Ui khổng lồ tí hon mà lại còn thêm cả vé vàng à. Không có ký ức thì chắc mình sẽ lựa chọn luôn là khổng lồ tí hon. Mà đã có JC với cả Ori ở đây thì nó phải lại tìm Vi rồi. Vi không có luôn à? Có không? Có không? Mai này không có luôn các bạn ơi. Holy shit. Nãy bán hai quân 3 tiền đi, tôi tưởng là xuất hiện được con Vi rồi với cái tỷ lệ là 30% mà còn 15% ra Eco nữa. Nhưng mà nó lại không độ. Thế có chết không? Này là chúng ta vừa tốn tiền rồi đấy, lại còn tốn thêm cả máu nữa. Rồi, cũng là lựa chọn khổng lồ tí hon đến từ vị trí của con mẹ mày. Quả tên háo đá đấy nhở. Đang có khá là nhiều trang bị nhưng mình ta chưa tận dụng. Không chừng mình lại thắng cái nhà này luôn ạ. Ảo thế không biết. Tôi đang muốn đánh một cái chuỗi thua mà thực sự là siêu dài. Mà dài kiểu dài ơi là dài anh em. Cái chuỗi thua dài nhất của anh em từng được ở cái game này là bao nhiêu? Bình luận ở phía dưới cho mình biết nhá. Rồi với 6 tiền, còn 2 tiền từ khổng lồ tí hon, mình sẽ roll tiếp để có thể tìm Vi và kết quả 3 Piltover cực sớm nhá. Đấy rồi. Sớm muộn gì thì nó cũng phải ra thôi. Cơ mà ra hơi trễ một chút. Mà nếu như mà ra ở cái round vừa rồi thì mình nghĩ là có thể win được cái nhà con mẹ mày kia. Đặt quả tên khó chịu thật. Ai đây? Đó chính là Sock Boy. Sock Boy 1993. Một sách ở đâu? Hai sách chọn ấn. Một hư không và một phù thủy. Nó lại là đẹp bài luôn nhỉ. Nhưng mà lại lắp cái cùng đao là như nào? Để dành lắp nó nổ xét hay là một cái găng bảo thạch cho những vị tướng carry phù thủy, mình nghĩ sẽ ổn áp hơn thay vì lắp cùng đao. Lắp cùng đao thế này thì chơi Kai'Sa cũng có khả năng đấy. Rồi 109 máu, thua 3 chết. Sau mỗi vòng đấu là chúng ta sẽ hồi lại được 2. Giờ chúng ta sẽ có được 111 máu. Ok. Vừa chuỗi thua lại còn thêm cả tiền sau mỗi vòng đấu. Trận này thì bây giờ mình sẽ eco lại tiền nhá. Nhưng mà cái đánh cái hệp Piltover này này thì chúng ta cần phải check map thật là kỹ. Kỹ như nào? Để thua mà chúng ta không bị thua nhiều máu. Mình thắng thì cũng không thể nào mà được thắng được. Như cái ấy, ông nghe thằng thằng lợn kia kìa. DM thằng lợn gì đấy. Đây là gặp luôn đây này. Hôm nay tôi sợ hơi yếu đuối cho nên là tôi cũng phải hơi ấy một chút. Thế nhưng mình có khả năng hồi phục máu thì cũng ok. Thua tầm 3 chết ở cái vòng này là đẹp. Chứ ông nào mà lên level 5 này thua nào chết thì thôi không không chịu được. Ui, đấm được luôn cả Warwick không? Cố lên. Đấm đi. Cầu sấm và cầu gia tốc. Ui, thằng Seth thì nó lại lôi cổ thằng Jesse vào. Thế là chúng ta không kịp cầu sấm và cầu gia tốc. Không thể nào mà hạ gục được Warwick rồi. Hơi tiếc một chút. 105 đi chợ đầu luôn. Phí đi chợ thì chắc là mình cũng sẽ là ưu tiên những cái trang bị cho những cái con carry. Hiện tại thì chưa biết đánh carry gì. Nước mắt này thì chúng ta có thể lắp một cái bột xanh cho siêu cô chẳng hạn. Bộ Zaun với là Warwick, JC, Echo các kiểu.
Đánh siêu cô công bách thì cũng khá là ok đó anh em nhé. Mà tôi thấy là dạo này anh em bảo kênh Cường này nó chả làm về Piltover nữa. Rồi trận này thì tôi phải chơi làm một quạt siêu phẩm cho anh em đam mê thôi. Chứ anh em đã có mé như thế mà mình lại không làm thì nó lại là quá sai lầm. Được. Sai lầm luôn. Ôi, top 1 vẫn 115 máu. 113, 113, 111. Hai ông 113 máu. Thời gian vừa rồi thì nói thật với anh em mà cũng có một vài công việc một chút. Cho nên là cũng hơi bận, hơi hơi ra ít clip cho anh em. Nhưng sau còn ra này thì mình sẽ ra bù và đều đặn hơn nhá. Rất mong được anh em ủng hộ mình một like. Thank you tất cả anh em. Ui giời ơi, như cái nhà này mình thua nó phải là đau đớn con tim luôn. 99 máu. Khổ thế. Anh em mà đấm đấm vừa thôi chứ. Đấm đau quá là tôi cũng thốn lắm. Ngoài có cả Vi, Cho Gát, Warwick, Nautilus. Mình thì đang muốn cái đội hình mình nói là cực yếu bạn. Không cần nghĩ ngợi nhiều ở vòng 2 này đâu. Tại vì vòng 2 là cái vòng mà chúng ta được trừ ít máu nhất rồi. Mình có thậm chí là cho con TH của mình lên tuyến đầu để chúng ta có thể là bị hạ gục và giảm thiểu cái sát thương gây ra hơn. Ra xương xưa hay là Malakama. Malakama lựa chọn cho mình là cây ghép siêu công nghệ. Oh wow, với cái form bài là Demacia, Poppy 2 sao, Cassiopeia 2. Chắc là chúng ta sẽ bị thua tầm 3 chết. Hợp lý. Cảm giác mà cứ 100 máu ấy nó rất rất là sướng anh em ạ. Nhưng mà bây giờ mình về mình có mốc 95 rồi, cũng hơi khoai. 100 mà đánh tự tin lắm. Nhưng mà sớm muộn gì là nếu mà anh em mình không biết là cái bãi đánh quái là chúng ta có thể hồi lại được máu của linh thú hay không. Đợi xem đã nha. Đây 97 này. Hồi hồi hai màu nữa thì cũng rơi về tầm 99 rồi. Nó cũng như mấy cái ông kia. Như mấy ông kia luôn. Trận đầu tiên thì không có Piltover không tính. Vậy là chúng ta có 4 chỗ thua ở vòng 2.7. Và anh em nào mà yêu thích đội hình gì, muốn mình làm về bất kỳ một cái ý tưởng gì của anh em, ví dụ như là ý tưởng Vi cầm 3 giáp máu hay là 3 quyền năng đấy, cái vị tướng cái idea xịn sò của anh em, mình sẽ cân nhắc và mình sẽ thực hiện hết nhá. Nhớ để lại một comment cho mình nha để mình biết là anh em đang theo dõi. Thank you. Rồi hình như là vòng đánh quái chúng ta không được hồi máu của linh thú. Với cái nhà vô pháp này thì nó cũng tương đối. Mình sẽ chấp một slot đi. Cứ bình tĩnh. Khổng lồ tí hon. Bây giờ thì linh hồn của Piltover nhờ. Sau đó thì Heimerdinger ở level 7. Nó lại là một cái combo phải nói là thần thánh. Chính cái gọi là chùm lõi luôn. Con mẹ mày. Cái nhà này thì chơi B-Water kết hợp với quân sư à. Wow, 5 B-Water luôn. Mình cũng sẽ hạ gục được một quân nhưng cũng gần như là bị trừ mắc cái lượng máu ở ở vòng 3 đi rồi. Sợ thế. Sợ quá các bạn ơi. 86. Một round trừ trung bình là 10 máu đi. Tính cả không đồ hóa mà anh em mình có thể thua được nhiều hơn. Lại là loại kim cương. Pháo đài bất hoại, dụng cụ chiến thuật, giải phóng ấn vật. Và động lực cuối cùng. Không cần nghĩ ngợi nhiều. Tay nhanh gọi là bay não luôn. Có là pick. Có là pick. Một cái combo phải nói là khổng lồ tí hon và động lực cuối. Cộng 3 tiền. Những cái chỗ thua cộng 5. Được chưa anh em ơi? Trận này là chúng ta sẽ quyết tâm là chơi đến những cái lượng máu cuối cùng luôn.
Giọt máu cuối cùng nhá. Chứ mà động lực cuối này mà anh em mình nổ hũ sớm thì nó phải nói là siêu chán. Siêu chán luôn. Cơ mà cái động lực cuối này thì nó có một cái cơ chế khác rồi các bạn ạ. Nó không còn cộng dồn tiền như những cái động lực cuối trước đây. Và khi mà chúng ta gọi là để nhiều tiền quá ấy, thì nó cũng chuyển hóa thành 66 tiền thôi. Sau đó thì nó sẽ chuyển hóa hết những lượng tiền mà anh em tích trữ đấy, có vào cái lượng kinh nghiệm hết đấy. Cho nên là anh em mình tích tiền nó cũng vừa vừa, cân nhắc sao cho đội hình của chúng ta kiểu vừa mạnh mạnh một chút, sau đó thì nổ hũ thêm kinh nghiệm và thêm vàng đấy. 16 số của tí hạch rồi, thậm chí bây giờ có một nhà còn thua máu mình, đó chính là DM thằng lợn là Sư Sương đang 104, Sóc Boy 1993, 92, mình thì 79. Cho Warwick với cả Zenith vào không? Chúng ta sẽ kích hoạt được hai Zaun với cả hai Manti à? Mà thôi, cứ thua thua thì đã, thua thua nhờ nhử anh em nhá, nhờ. Mordekaiser, wow, một cái Sojin và một cái huyết kiếm à? Nhà này đánh gì? Belvet, oh, Belvet Kai'Sa, nhiều sự lựa chọn cho những cái nhà này quá. Lựa chọn là khảm bảo thạch, những cái vị tướng hầu hết sẽ được tăng cái tỷ lệ chí mạng rất chỉ là bá. Tháng 7 máu rồi, gần về đáy xã hội rồi. Ôi trời ơi, cái lõi động lực cuối này chơi sướng lắm các bạn ạ, chơi phải nói là siêu thích. Ok, vừa rồi thì mình vừa mới lấy một cái trang bị Sejuani. Này là chúng ta sẽ kiểu lấy một con tanh cứng đi nhỉ. Một tanh châu châu tí. Chút nữa thì có thể là chúng ta có một chút về AC nữa nhỉ. Hai mươi số 101 tiền. Mình là con Seju này có làm cho anh em mình win được hay không này. Ma win thì được, được tôi bán luôn. Trận này là cố gắng có làm một cái mà maximum của tí hạch chuỗi thua. Nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 80 số các bạn ạ. Mà cái cột mốc 80 số này nó sẽ gọi là có được 5% xuất hiện được ở những vị tướng 5 tiền 3 sao khi mà anh em mình nổ hũ cơ. Rất chi là bá. Lần trước thì mình cũng đã chơi một cái trận đấu mà có được cái cột mốc 80 số của T-Hex mà hóa nó thành 4 sao, nổ hũ lại còn có thêm cả à chọc 3 nữa. Thực sự là siêu VIP, siêu phẩm đấy. Trận này không biết là có tái hiện được hay không, nhưng mà gặp cái thằng lợn này là anh em mình thua hơi đau nha. Thua phải nói là hơi đau. 100 tiền này. Tôi là chưa xả tiền đâu đấy. Chút nữa là mình sẽ all in tầm khoảng level 9 luôn. Level 7 thì mình sẽ cố gắng roll tìm một vài những quân mà 4 tiền 2 sao như AFE hoặc là Silco. Không thì những con 4 tiền như Lina, Nila cầm những cái trang bị đam đam cũng khá ổn nhỉ. Và thì sau khi mà được hũ rồi thì anh em mình chỉ chơi Exodia, phòng bài mà mạnh bất khả chiến bại ở đấu trường chân lý mọi mùa. Nhưng anh em cũng hỏi mình là Exodia thì nó sẽ gồm những cái quân cờ ở mùa 9.5 sẽ như thế nào. Nó sẽ gồm Belvet là một, Kassante ở Zion, Heimerdinger. Heimerdinger cực kỳ quan trọng nha anh em nhé. Mà khi mà chúng ta chơi cả Piltover như thế này rồi thì nó lại là một cái quân không thể thiếu được. Không thể thiếu được Heimerdinger các bạn ạ. Javan à? Thôi thì cũng bắt để đây chơi tí nhỉ. Để đấy. Javan vào đây luôn đi. Có gì là anh em mình còn nó úp sọt như nhảy. Chiến ý ngoan cường. Một cái búp của những con carry. Trước đây thì mình hay sử dụng cái chiến ý ngoan cường này cho còn con Jerry lắm.
Và Zaun. Búp Zaun cũng ngon đấy. Hai cung gỗ. Đài máu. Orianna, Warwick. Thì stay Warwick vào đây đi. Nhiều khi là kích hoạt nhiều tộc hệ nó cũng không sợ mạnh quá ấy. Ừ. Rồi dắp máu này cho Seju em anh em. Cần tí tay không? Từ từ mình sẽ xem như thế nào nhá. Nếu gặp đối thủ nào mà mạnh quá thì mình sẽ lắp. Còn thua thì thôi. Thua thì để cho thua. Wow, nhà này à? Zenith 2. Khả năng cao sẽ là một cái bài đấu. Targon và bắn tỉa rồi. Soraka cầm bù xanh. Ôi, phải lắp rồi anh em ơi. Không phải thua chết, thua mạnh lắm. Thua nhiều máu lắm. Nhà này là một ẩn của can trường và một Targon. Chỉ nên ngoan cường này mình sẽ ném cho Zenith. Vẫn thua giờ tầm 5 chết à. Đau đấy. Xệt, 36 máu. Không ổn rồi. Mà kiểu căng thế nhở. Lõi gì đây? Còn cái lõi gì ngon không nhở? Thôi xong rồi, chắc mình sẽ lấy hỗ trợ tại chỗ đi. Ui, nó lại ra cái cốc sức mạnh ạ. Wow. Thôi biết sao bây giờ, có cái gì thì chơi cái đấy thôi. Một cái huyết kiếm không? Huyết kiếm Fira này. Zavan thì cũng là Demacia. Chúng ta có thể kẹp thêm Queen hay là một con nào đấy cũng được nếu như mà có Fira 2 nhá. Hai lõi kim cương mà lại xuất hiện một cái lõi vàng lõi thứ ba. Tôi cứ tưởng là ba lõi kim cương cơ. Nếu mà ba lõi kim cương thì nó lại là tuyệt vời anh em nhỉ. Thôi, đã đến nước này rồi, chúng ta cứ thua thoải mái đi. 40 số rồi. Bây giờ là chúng ta có thể thua một trận được 10 stack của TH. Là cái cột mốc max của Pitover. Mốc 3 đấy anh em. Còn nếu như mà bây giờ mà kích hoạt được 6 Pitover ấy thì nó sẽ gọi là cộng 20 cơ. Nó nhân đôi lên. Rất là bá luôn. Nhưng mà mình không có thì phải chịu. À, không đấm được thêm được cái con Rek'Sai nhỉ. Khó dữ vậy. 26, 37. Rai là mình 28. Thua được 3 trận nữa không? Để coi nào. 28 này. 50 stack rồi. 3 trận nữa thì mới là tối đa của chuỗi thua Pissover anh em ạ. Càng quá. Thế nào Sock Boy. Ôi giời ơi. Ai à, gặp nhà nào đây? À con mẹ mày. Nhà này thì cũng là quân sư. Bắn tỉa. Midfighter là phiên bản gọi là bắn tỉa luôn à. Được không? Làm mẹ cái diệt đi nhở. Tôi chắc giờ thì một thua 3 chết là được. Đấm thêm JC đi please. Không được, nhưng bạn bắn thêm một cú nữa là được rồi. 3 chết là 10 máu ở vòng 4. Thốn quá. Về một máu nhận 70 kinh nghiệm. Và lượng vàng của chúng ta sẽ về 66. Với cái trận lần này thì có một cái quân game plan khá là ngon. Được thì mình sẽ lấy. Ok. Với tốc độ di chuyển bàn thờ này thì khó có thể thoát khỏi cái bàn tay của mình được. Nhiều khi là anh mình vội quá là chúng ta đi xuyên cơ. Anh em hiểu biết cái lúc mà mình đi xuyên linh thú không? Hay không? Khổng lồ tí hon này. Linh thú bé xíu à. Mà đôi khi là chạy nhanh quá không bị ba chạm. Nếu những con không cần thiết thì nó lại ôi giời ơi. Khóc luôn. Rồi 60 số. Bây giờ là chúng ta sẽ thua một trận. Là 70. Là sẽ về cái cột mốc máu. Bao nhiêu? Rơi vào tầm khoảng còn 2 đến 3 máu. Nếu như mà anh em mình thua thú đậm á. Ừ. Mà không, thú đậm thì rơi vào tầm khoảng 13 thôi. Ừ ok. Cho nên mình sẽ cho thua nó sâu sâu tí.
Wow, ngoài trời thì đang đổ mưa rồi. Bây giờ anh em mình ngồi chơi điện tử ấm luôn. Gặp nhà này thực sự khá khỏe. Khi mà có con Queen với 3 trang bị thực sự là rất khỏe luôn. Ok. Thua ngon luôn này. 13 trận thua liên tục rồi. Mãi cả nhà ấy. Snake. Ok. Còn 7 máu lận anh em ạ. Thôi bây giờ là chắc chắn là phải thua này anh em này. Pha này là chắc chắn phải thua này. Đấy. Cho những cái con quân cờ mạnh nhất của anh em mình ra ngoài hết. Tại vì nó sẽ kích hoạt động lực cuối và nó sẽ kiểu về cái bãi ăn quái ấy, là chúng ta được sử dụng nhiều tiền hơn. Rồi, ok. Cặp nhà này thì phải nói là tuyệt vời luôn. Những trang bị của On này thì quá khỏe. Ba Pitover. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là mình sẽ lên được level mấy và có được bao nhiêu tiền với cái loại động lực cuối cùng này nhá. 14 trận thua liên tục. Ác quỷ chưa? Cháy chưa anh em? Phê này. Rồi một tí anh em ạ, tại vì nó cũng quy về là 66 tiền. Đấy. Zenith 2. Vừa đủ lên level 9 luôn ạ. Wow. Nó hơi bị cà cuống rồi nha. Hơi bị gọi là cà cuống rồi nha. Siêu cô ở đây. Siêu cô 2. Rai. Zavan Azir. Aria. Heimerdinger. Ừ. Heimerdinger là một trong những vị tướng không thể nào bỏ qua được. Uầy, nó hơi bị quạo quạo rồi. Phải roll nhanh thôi. Zavan 2. Bán con này đi. Cho Hammer vào. Đây. Cho Zavan vào đây. Tại vì mình cũng chỉ chơi gọi là hai Zaun thôi. Ok. Mô đun. Và thêm một cái không kích khí nữa. Gangplank 2 cho vào đây luôn. Rồi, Sion. Giờ thì lắp đồ thôi nào. Một cái diệt khổng lồ thì mình đã có. Một cái huyết kiếm đi. Thêm một những cái trang bị phòng thủ cho Sejuani. Uầy, cặp nhà này cây le ba. Có được không, có được không? Xong mình rồi. Uầy, làm được không nhờ? Nice, nổ hũ luôn. Để xem là 80 số của tí hách là chúng ta sẽ có được những cái trang bị và phần quà như thế nào. Ôi trời ơi, ba vương miện chiến thuật, ba đồ ánh sáng, còn gì đây, năm trăm ma thuật. Wow, ngon vậy, thực sự là ngon không anh em? Mình vẫn thích một cái mà pha nổ hũ ra 5 tiền 3 sao hơn. Nhưng mà cái tỷ lệ mà xuất hiện được cái con 5 tiền 3 sao thì mình nghĩ là siêu khó. Gửi giao điện cho anh Plank bàn tay công lý. Này đi. Huyết kiếm à. Wow. Không thể nào mà bị mắc một cái sai lầm nào nữa. Tại vì bây giờ chúng ta chỉ còn lại một máu thôi. Hết vé bảo hiểm rồi. Nếu mà muốn sai lầm thì cứ phải đợi khổng lồ tí hon nó hồi lại cho chúng ta. Lượng máu nó rơi tầm mười mấy đã. Được chưa? Mười mấy máu đã rồi tính. Rồi anh em mình có thể gọi là chơi được. Mặc sai lầm. Uầy, tí hex 80 số ạ. Quỷ thế nhờ. Bán Zenith đi. Và dùng trang bị cho Bell vest không? Hay là áp phê. Mình nghĩ ở thiểm này thì Bell vest nó sẽ mạnh hơn á. Còn bùa xanh thì mình sẽ ném cho Ari này. Mà thôi. Này ném cho. Từ từ. Roll xem là có con gì không. Nhiều gánh blank phết nhở. Sion 2 à. Không cho AFE tạm đi.
Sion 2 ở tay ngon này, nhưng mà mình sai lát đồ Sion này nó hơi lạ. Nó lại hai vương miện chiến thuật rồi. Đây lắp đồ chuẩn Sion để có thể giành được cái vị trí top 1. Ok là ba vương miện chiến thuật Sion. Chuẩn bài đấy anh em ạ. Nói đùa vậy thôi chứ. Lắp cái vương miện chiến thuật cho đỡ bị gọi là thừa đồ trong cái order của mình anh em mình. Belvet cầm găng bảo thạch, Casante cầm dây chuyền chuộc tội. Mình sẽ lấy Belvet để có thể có được Belvet 2. Và găng bảo thạch thì mình sẽ ném cho Ari. Vẫn còn 90 máu đến từ vị trí của con mẹ mày, 60 đến từ vị trí của Sockboy và già xương xương 77 máu. Ui, nay mình gặp cái bạn Malakama gì đấy là được nổ hũ đấy. Nổ toi luôn. Hey Mudinger. Rồi, Ari đồ cũng đẹp hết. Mình sẽ ui Cassante 2 à. Lên luôn đi. Gang Plank hay là Javan. Đây. Gang Plank hiện tại là mình đang sở hữu được 5 con rồi. Silco này thì cũng đang dư này. Về căn bản thì mình cũng đang kích hoạt phù thủy cho con Ari mà thôi. Nhân vật phụ làm nên. Da xương xương. Với dàn xương xương thì đội hình bắn tỉa Can Trường và Targon khá là sách giáo khoa. Nhưng mà đánh bại làm sao được Exodia bây giờ? Xa tường từ rất nhiều nguồn các bạn ơi. Chưa kể là T-Hack của anh em mình chỉ cần một cú khè thôi và làm cho team bạn cháy đi hết luôn nhờ. Quả này là kiểu khè nghìn đam ấy. Mà nó khe kìa, nó kiểu dài ra cơ chứ không phải là khe đơn mục tiêu. Mạnh ác. Không những là nhiều sát thương mà nó cũng là một con tanker chuẩn chỉ. Rồi. Javan, Sion thì mình sẽ ưu tiên Sion chứ Javan làm gì. Ui, 6 con canh plank rồi. Ngoài trời thì đang mưa rất là to, không biết là anh em có nghe thấy tiếng mưa không. Nếu mà hơi ồn ào thì anh em thông cảm giúp mình nhé. Mic này của mình lọc âm nó cũng hơi bị kém kém chút. Ai đây nào? Đó chính là Huỳnh 2K9 New. Rất là nhiều những trang bị on. Thánh kiếm Marazane có tận 3 cái. Wow. Còn thêm một huy hiệu của Trinh Phạt à? Trinh Phạt này đi cùng với con nào? Không hút chơi được rồi. Vòng 5 vẫn còn tầm 5 người ạ. Chứng tỏ là cái lobby trận này là đánh nhau rất là dài đây. Anh em là cũng được nhiều máu cho nên là chơi cũng thư thả nhờ. 5 trận thua là 5 trận win rồi. Giờ mà thua nữa thì thôi cút. Ari 2 được chơi anh em ơi. Trận này của chúng ta còn nên hy sinh làm siêu phẩm nữa không? Tại vì cái quả siêu phẩm mà nổ hũ ra 3 vương miện chiến thuật, 3 đồ ánh sáng như này thì mình nghĩ là có 102 rồi. Những cái lõi kim cương như là dụng cụ chiến thuật thì nó cũng chỉ được 2 thìa, mà mình đã có được 6 cái thìa, như là 2 đồ ánh sáng nữa, 3 đồ, kiểu 5 lõi kim cương vào thêm một trận đấu này. Nó phải nói là sức mạnh ở trên tầm so với những người chơi khác khi mà mình đã được nổ hũ các bạn ạ. Thôi thì như mình lại cố gắng hy sinh làm thêm quả siêu phẩm nữa. Heimerdinger 2. Được quá nhở. Aatrox 2 này. Mình sẽ bán luôn con Silco đi. Ari. Đây. Rai. Cái ụ súng này nó bắn chuyền luôn. Phù thủy. Ấy à. Như là anh ta mới có được Belvet và đang thay đổi trang bị. Cũng khá là may mắn cho mình khi mà gặp bản sao. Và khi gặp bản sao này mà đối phương chưa lắp đồ vào ấy, thì anh em mình sẽ đánh với cái bản sao ở trước đấy, trước combat một chút, chứ không phải đánh với bản sao mạnh ở thời điểm hiện tại đâu. Điểm hiện tại thì có thể là anh ta sẽ lắp nhiều trang bị cho Belvet hơn. Lắc lắc nhà mình thua cái này cũng mệt. 13 máu rồi. Như vậy chứ khổng lồ tí ho này hồi máu cũng được cái chứ. Nha.
Aatrox. Heimerdinger 4 sao không? Heimerdinger 4 sao ở trận này thì mình nghĩ là hơi khoai. Level 9 là bây giờ đội hình của mình á. Có 12 người, đấy là tính những cái quân được thêm 3 slot nhá. Tính thêm cái ụ súng của Heimerdinger và tính thêm thêm con T-Hex nữa. Ui ôi ôi, 15 người. Ai chơi nổi nhỉ? Mà cái combo mà khuyến mãi kinh nghiệm kết hợp với cả động lực cuối cùng à, không à, khổng lồ Tihon động lực cuối cùng mà lại còn Peacekeeper, khác gì gọi là chúa tể của những chiếc lõi đâu, đúng không? Lõi thần, lõi thánh không à. Bên này thì sao? Taric 3 sao đang phải vất vả đối đầu với bạn Huỳnh 2k9. Bạn Huỳnh 2k9 này thì rất là bình thường, không có gì mạnh lắm. Ai chơi lại? Ôi trời, mình nghĩ là bây giờ ít ai chơi lại được mình rồi. Ai dám chơi nữa? Belvet, Rise, Aatrox. Rất là nhiều Rise nhưng mà anh em mình lại không có hướng đi lên Rise 3. Nhà này cầm Ahri rồi, khả năng mình sẽ phải bỏ đi Ahri. Nhưng mà thôi, tạm thời thì cứ giữ lại một tí. Có gì là chúng ta có thể bán Ahri sau. Bốn Targon, bốn căn trường, Bewater, ghét lần lẻ luôn. Sockboy 93, khảm bảo thạch thu về chế ngọt level 8 nhưng cũng có 9 thành viên. Nhưng mà mấy con game blank của mình ở hàng sau thì gọi tàu nó đâm như gọi là đám tàu Titanic luôn. Tính tiền cho một người. Bên này thì hai nhà cũng đang solo với nhau. 30, 30, 17 và 55 máu. Sự máu rất tốt đến từ già xương xương. Rai và Belvet. Tất nhiên là mình sẽ lựa chọn là Belvet rồi. Ok à, không biết là có lên được Belvet 3 hay không. Nhà này thì cũng không có ẩn hư không. Thì sao mà lên được Belvet 3 à, lên được 8 hư không bây giờ. Hey Meninger, Aatrox và Gangplank. Tôi chỉ đủ tiền mua con ấy mà thôi. Gangplank mà thôi. Cassante bị bắt rồi à? Nhà này Cassante 2, nhà này cũng 2 Cassante. Thôi. Chút nữa là hủy ngay Cassante nhá. Trang bị phòng thủ này chúng ta sẽ ném cho Sion nhá. Ok. Cho này ở trên xem nào. Nhà cầm Ahri của mình đi rồi. Mà cà phê này mà cũng căng. Úi dồi ôi, loại bỏ những cái hiệu ứng khống chế. Thế thì Cassante nó cũng thành phế vật luôn đấy chứ. Làm gì đâu. 6 Heimerdinger Cassante nè. Cái lò hủy Cassante rồi, không muốn chơi nha. Wow, Aatrox và Belvet sẽ phải có sự lựa chọn giữa hai con này. Mình sẽ lựa chọn là Aatrox đi anh em ạ. Tại vì Belvet mà cũng ra hơi ít. Đây. Đây. Vừa nói xong bây giờ ra tập nham luôn. Cassante. Khó đấy. Nhà con mẹ mày. Cũng còn 16 máu ở dậy cũng căng này. Dãy căng đét đấy chứ. Bitfortune 3 sao phiên bản bắn tỉa cũng không phải tầm thường. Nhưng khi mà phải đối đầu với con quái vật T-Hex nhà mình thì nó không cắn mới là lạ. Nhờ? Không cắn mới lạ luôn. Già xương xương thì cũng đã có Heimerdinger rồi. Vậy là chúng ta cũng khó để có thể lên được Heimer 3. Mình đang có nhiều dự tính để nuôi những vị tướng 5 tiền 3 sao hơn. Nhưng bây giờ phải thực sự là đưa ra cái hướng đi quyết đoán để anh em mình có thể lên được một quân. Bây giờ và nó cứ ra một Sion, một Aatrox, Ahri nó ra tào lao thì thôi chúng ta sẽ bị kiểu phân vân. Và cái cảm giác phân vân thì nó lại rất là rườm rà.
Thời gian có hạn cho nên là mình sẽ phải tập trung lên một vài con đấy nhá. Một hay hai con trước. Nhiều hơn thì ngon. Trận này mình không lấy bảo vàng tại vì sợ thua. Pha mà thập tử nhất sinh kia xong rồi thôi chịu. À chóc 3. Gánh plank này. Rai là không chơi đấy. Thế Mördinger. Bán Ari luôn. Ui. Rất là nhiều reset luôn. Một con Gangplank và một con Aatrox nữa thôi. Anh mình lên được luôn. Nhường một tí đi. 23 máu vòng 7 à. À không chừng là nhà này đi. Nhà kia cái bản sao của mình là cũng thua luôn đấy chứ. Là cũng mệt. Thôi xong rồi. 32 máu à. Tôi nhớ không nhầm là trừ mắc là ui 20 24 máu à. Bên này đi luôn rồi. Vậy là chỉ còn một máu thôi. Ui 27 máu luôn á. Thôi thôi thôi. Game plan 3 luôn này. Sẽ bán Sion đi. Heimerdinger còn 2 quân. Có lấy được không? À chắc không? Ra luôn ạ. Uầy, bị thế. Mördinger không? Lắp cho ganh plank 3 đồ ánh sáng nha anh em nhé. Ui, không có rồi. Một Aatrox mà khoai đấy. Ô, chết rồi, lắp nhầm đồ. Giao điện ánh sáng mới ngon hơn. Mà thôi, tại thì cái đội hình ganh plank 3 thì không cần phải nói nhiều rồi. Trăm nghìn đam luôn chứ còn gì nữa. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi cái video lần này của mình. Rất là may khi mà mình vừa mới lên được ganh plank 3. Hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới nha. Bye bye tất cả anh em. Bye bye.